Tình hình sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay 18 tháng 4 diễn biến xấu đi. Thông tin mới nhất vừa nhận được lúc 22 giờ 30 giờ Việt Nam, tình hình sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Cùng thời điểm này, nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do ông Nguyễn Quốc Triệu đứng đầu khi được hỏi cũng chỉ nêu ra thông tin chung vẫn đang điều trị tích cực cho ông Nguyễn Phú Trọng. Một người gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng tiết lộ thêm tình trạng hiện nay, tay chân còn quờ quạng, chưa đi được. Hiện nay, công tác bảo vệ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khoa A11 điều trị tích cực đã được tăng cường ở mức cao nhất. Mọi thăm hỏi và thông tin về diễn biến sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đều bị hạn chế tối đa. Điều này càng làm cho dư luận xã hội thêm bất an khi họ đang rất quan tâm tới tình trạng thực tế của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, cơ sở điều trị nằm trong một bệnh viện của quân đội cũng là một hạn chế lớn cho việc đáp ứng nhu cầu minh bạch thông tin của người dân Việt Nam. Cũng vào ngày hôm nay, 18 tháng 4, các trang báo nhà nước Việt Nam đã được phép đồng loạt đăng thông tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng lãnh đạo mới nhà nước Triều Tiên theo cùng một nội dung. Đây cũng là một hình thức gián tiếp nhắc đến sự tồn tại của vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đương nhiệm. Nguồn tin từ Hà Nội cho biết thêm vào cuối ngày, tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng lại có diễn biến xấu đi. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh, Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem và chào tạm biệt.